áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hi, how are you today, Mr. Again? I'm very happy to see you in this video. Chào em, lại là cô Hoa đây. Rất vui được gặp em trong video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học đến phần bài tập của Unit 8, Celebration. Okay, so you know your task is that you need to remember the meaning or the meaning of the words or the phrases of Unit 8. It's very important before doing this exercise. Okay, các bạn một điều một nhiệm vụ của các em đó chính là các em cần phải thuộc những từ vựng và cấu trúc mà cô đã dạy ở phần từ vựng rồi trước khi chúng ta làm bài tập này. Nhá. Okay, so it will make it very effective, okay? Và cái việc học đó làm cho chúng ta sẽ rất là sao? Effective, rất là hiệu quả trong khi chúng ta làm bài tập này các bạn nhé. Okay, so now let's get started. Chúng ta cùng bắt đầu em nhé. Okay, nào, câu số 1 nào. Family members who live apart try to get together to... Vâng, những cái thành viên gia đình mà sống, mình hiểu là apart, tức là sống tách rời ra ạ. Vâng, tức là sống không ở cùng gia đình ạ, thì cố gắng tụ họp lại với nhau vào ngày Tết. Vâng, ngày Tết là cái ngày mà ai cũng rất là muốn ở cùng với nhau, đúng không ạ? Cả cái đi đâu làm gì thì Tết đều phải về quê, kiểu vậy đúng không? Ok, vậy vào dịp Tết các bạn dùng giới từ gì các bạn nhỉ? Đó chính là giới từ at. Ok, so number one is be, right? Qua mời chúng mình sang câu số 2 nhé. Most towns put a Christmas tree, a fir tree decorated with colored lights, shiny bones, tinsel and bows. À, hầu như tất cả những cái hầu như tất cả thị trấn đều làm sao? Đều dựng cây Noel lên, đúng không? Vâng. Ok, và trang trí rất nhiều làm sao? Đèn rồi là những quả bóng rất là đẹp, đúng không? Ok, những cái nơ cũng rất là sáng bóng nữa, đúng không? Vậy thì dựng lên chúng ta dùng chúng ta dùng có một cụm động từ, đó là put up, đúng không? Và đáp án của chúng ta sẽ phải là gì ạ? À, đi các bạn nhé. Put up. Put up có nghĩa là gì ạ? À, dựng lên các bạn nhé. Rồi, number 3. On Christmas Eve, children go to bed full excitement. À, vào ngày lễ Noel thì bọn trẻ đi ngủ mà đầy sự vui vẻ, đúng không ạ? Tại vì đi ngủ thì là biết đâu sáng ngày hôm sau ngủ dậy lại có quà ở trên một cái tất kẹo chẳng hạn, đúng không? Ok, vậy trẻ còn rất đáng yêu. Và chúng ta có cấu trúc là nhiều cái gì đó, đầy cái gì đó. Chúng ta có cấu trúc là gì ạ? Full of, đúng không? Vậy câu 3 sẽ là A nhé. Nào, câu số 4 rồi các bạn ơi. Agrarian people depend on the lunar calendar to prepare for their crops. Vâng, cái gì đó, vâng, cô coi như cô chưa biết từ vựng đi, vâng, phụ thuộc vào cái lịch âm để chuẩn bị trong mùa vụ của họ. Thì chắc chắn là ai mong chờ một cái vụ mùa tốt các bạn nhỉ? Đương nhiên là những người nông dân, đúng rồi. Đấy, vậy thì đúng rồi. Vậy thì cái từ 4 này của chúng ta sẽ là agrarian people, những người nông dân. Và đồng nghĩa của nó chắc chắn phải là gì? See, farmers. Ok, number 4 is see. Ở đây chúng ta có từ gì đây ạ? Gardeners có nghĩa là gì ạ? Người làm vườn. Nhá, planters, người trồng cây. Highlanders, Highlanders, xin lỗi. Highland có nghĩa gì các bạn nhỉ? Là cao nguyên, đúng không? Ok, những người sống cùng cao nguyên. So now, number 5 please, câu số 5 nhé. Nhá, there is a mood everywhere on New Year's Day. À, có cái gì đấy? Mood, tức là tâm trạng. Và tâm trạng làm sao các bạn nhỉ? Vào cái dịp lễ Noel, dịp năm mới ạ. À, xin lỗi, New Year's Eve Day có nghĩa là ngày năm mới, đúng không ạ? Vậy thì đương nhiên vào năm mới thì phải ra có một tâm trạng rất là gì ạ? Chúng mình cùng xem nhá. Chúng mình cần tính từ phải không? Mood là danh từ mà. Popular có nghĩa là phổ biến. Good là tốt. Optimistic là lạc quan. Và đây là festive. Vâng, tâm trạng lễ hội các bạn ạ. Vâng, gần Tết là chỉ thích nghỉ ngơi thôi, không thích làm việc nữa rồi, không thích học tập nữa rồi, thích nghỉ ngơi thôi. Vâng, đấy chính là cái tâm trạng, we say festive mood, đúng không? Vậy câu 5 của chúng ta sẽ phải là đi đó nhé. Tiếp theo câu số 10 các bạn ơi. À quên, nhanh quá, nhảy nhanh quá. Câu số 6 ạ. Vâng, number 6. In Britain and America, it is for everybody to sing All and Shy on New Year's Eve. Vâng, ở nước Anh và nước Mỹ thì rất làm sao đấy là mọi người khi hát bài All and Shy vào năm mới ạ. À, vào năm mới thì họ hát, đó là một cái gì ạ? Mang tính truyền thống đấy các bạn ạ. Ok, vậy chúng ta sẽ cần tính từ ở đây là gì?
is là to be đúng không? Thì sau to be là tính từ. Và tính từ của chúng ta sẽ là traditional. Ok. Vậy câu 6 của chúng ta sẽ phải là be boy nhé. Vâng. Traditional for everybody to sing all lang syne. Right? Còn đây chúng ta có từ tradition là danh từ, à, truyền thống. So now number 7 please. Children are always about Tết holiday. À, bọn trẻ thường rất là hào hứng về kỳ nghỉ Tết. Ok. Rồi, qua thế cho qua ở đây chúng ta có từ giới từ about đúng không? Vậy thì chắc chắn chúng ta phải dùng gì? Hào hứng bằng sẽ phải là gì? A excited about. Câu 7 sẽ là A nhé. Thế còn interested, chúng ta đi giới từ gì? In, thích thú đúng không? Các bạn ghi nhá. Thích thú. Tiếp theo này, keen và to be keen on cũng là thích thú, nhưng lúc đó chúng ta dùng giới từ on. Ở đây chúng ta có từ concern. Concern cũng đi với giới từ about, nhưng không phải dịch là hào hứng đâu, mà chúng ta dịch là gì ạ? Quan tâm đến cái gì đó. Các bạn ghi đã. Vâng. Be concerned about, quan tâm đến cái gì đó. Ok. Rồi. Tiếp tục câu số 8 nhé. I shook hands and a few words with the manager. Shook là quá khứ động từ shake. Vâng ạ. Shake. Vâng. Tôi bắt tay và gì đấy, một vài từ với người quản lý. À, đương nhiên phải làm gì các bạn nhỉ? Đương nhiên là phải gì? À, nói vài lời với người quản lý, đúng không? Rồi, vậy câu 8 đoạn của chúng ta chắc chắn phải là gì? C, exchange. Cái từ exchange nghĩa gốc của nó nghĩa là thay đổi, à là gì nhỉ? Trao đổi đúng không? À, trao đổi lời nói, nói với nhau vài câu đúng không? Ok, 8 là C nhé. 8 là C ạ. Rồi. À, tiếp theo này, chúng ta sang câu số 9 nhé. Jane is a very sociable girl. She likes parties and sociable tức là cái người rất là hòa đồng các bạn ạ. Vâng, người của xã hội được. Chúng ta có từ society mà đấy, đấy chính là tính từ của sociable. Ok, là danh từ của từ sociable là tính từ của từ society đúng không? Đây này, cái từ xã hội à? Đi qua viết từ đấy nhá. Đây này, society. Đấy, society là danh từ nhá. Vâng, còn đây là thuộc về xã hội, social đúng không? Social là tính từ. Thế còn sociable là tính từ gì, là hòa đồng nhá. Rồi, cô ấy thích các bữa tiệc và đương nhiên là gì? Thích ăn chơi, thích chơi đúng không? Vâng, thích gì ạ? Các lễ hội mà được tổ chức đúng không? Bây giờ sẽ có từ gì đây ạ? The celebrations. Celebration nghĩa gốc của nó có nghĩa là sự tổ chức các bạn nhá, tổ chức các bữa tiệc ạ. Rồi, vậy 9 chắc chắn phải là gì ạ? Đi đâu nhé. Rồi. À, ritual. Ritual tức là gì ạ? Thuộc về gọi là gì nhỉ? Kiểu như là phong tục vậy ạ, đúng không ạ? Những cái truyền thống, đúng không? Ceremonies lễ kỷ niệm. Traditions truyền thống. Đấy, toàn từ vựng của unit số 8 của chúng ta phải không các bạn? Câu số 10 nhé. Shopping malls are decorated for Christmas from September. Most people do not do their Christmas shopping until December. À, shopping malls là gì ạ? Những cái trung tâm mua sắm được trang trí cho dịp Noel từ tháng 9, đúng không ạ? Ok, hầu như tất cả mọi người thì không đi mua sắm dịp Noel mãi đến tận tháng số 12. Ok, tức là các trung tâm mua sắm thì đã mở từ tháng 9, nhưng đến tận tháng số 12 thì mọi người mới đi mua sắm, đúng không ạ? Ok, vậy cũng mời chúng ta sẽ là gì đây? Nào, ở đây chúng ta cần từ nối gì đây? Nào, though, mặc dù, because, bởi vì, so, do vậy, so that, để. Vâng, vậy câu 10 của chúng ta chẳng phải là gì? A, though, mặc dù, nhá. A. Tiếp tục, qua mời chúng mình sang câu số 1 nhé. Before Tết, supermarkets and shops are full goods. Vâng, trước Tết thì các siêu thị và các cửa hàng thì đầy hàng hóa ra, đúng không? Vâng, vậy 11 chắc chắn phải là gì? A, full up, nhiều, đầy, đúng không ạ? 11, A nhé. Các chữ trước qua này, ở đây chúng ta có từ goods mà có S thì là hàng hóa, chứ không phải tốt gì đâu nhá. Ok, rồi, câu 12 nào. On the first day of Tết, children their new clothes and make New Year's wishes to their children, to their parents. À, và ngày đầu tiên của năm mới thì bọn trẻ gì đấy, quần áo mới và tặng bố mẹ những cái lời chúc, đúng không ạ? Vâng, vậy chúng ta sẽ cần gì đấy ạ? Cần gì? Chúng mặc quần áo mới. Quần áo thì phải mặc chứ, đúng không? Vâng, vậy chúng ta có cụm động từ gì đây?
put on. Put on clothes có nghĩa là mặc quần áo. Vậy 12 của chúng ta sẽ là si nhé. Ok, cô mời chúng mình sang câu số 13 nhé. People believed that what they do on the first day of the year will their luck during the whole year. Câu này có dịch như sau ạ. Mọi người tin rằng cái việc mà họ làm vào ngày đầu tiên của năm mới sẽ gì đấy, vận may của họ trong suốt cả một năm. Sẽ gì các bạn nhỉ? Sẽ ảnh hưởng. Gây ảnh hưởng các bạn, vâng, giống kiểu mùng 1 này thì sao ạ? Không được quét nhà. Vâng, quét nhà thì sẽ làm sao như kiểu quan niệm là gì ạ? Sẽ quét hết tài sản đi. Nhưng không biết đúng không? Ok, nhưng mà thôi cũng kiêng giống như kiểu nhiều người bảo chứ thôi mùng 1, mùng 2, mùng 1 đừng quét nhà, mùng 2 được quét nhà, mùng 1 bẩn cũng kệ. Đúng không ạ? Vâng, nhưng thường thường chúng ta đã làm sạch nhà từ hôm 30 là xong hết rồi phải không các bạn? Vâng, vậy chúng ta cần động từ đây đúng không các bạn? Will cộng động từ nguyên dạng ở đây nhá. Và ở đây đó chính là động từ gì đây? Influence. Influence có nghĩa là gây ảnh hưởng. Vâng, 13 sẽ là B-boy các bạn nhé. Ở đây chúng ta có từ động từ control. Control có nghĩa là gì ạ? Kiểm soát. Exchange, trao đổi. Result. Result có nghĩa là kết quả. Vâng, nhưng mà động từ của nó là result in, nó có nghĩa là gì ạ? Gây ra bạn nhé. Rồi, vậy 13 của chúng ta cuối cùng vẫn là B-boy nhé. Qua mời chúng mình sang câu số 14 ạ. I look everywhere but I couldn't find at all. Vâng, tôi nhìn mọi nơi nhưng mà tôi chẳng nhìn thấy ai cả, tôi chẳng tìm thấy ai cả. Vậy như kiểu chơi chuẩn tìm thấy sao ấy đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ là, ở đây các bạn thấy trong anh nhé, ở đây chúng ta có từ gì đây? Couldn't là dùng trong câu phủ định, không thể đúng không? Thì chắc chắn chúng ta phải dùng gì? Anyone. Bởi vì các bạn biết rằng là somebody, someone, một ai đó là dùng trong câu khẳng định. Ở đây chúng ta có từ no one là không ai cả. No one nghĩa là không ai cả. Và bản thân cái từ no one này đã mang nghĩa phủ định rồi, cho nên chúng ta không thể dùng là no one ở trong trường hợp này nữa. Bởi vì đã phủ định ở couldn't rồi phải không? Rồi, và chúng ta sẽ dùng là B-boy, anyone. Vâng, 14 sẽ là B-boy nhé. Tiếp tục câu số 15 các bạn nhé. Ted is really a time of fun and throughout the country. Tết là một dịp, Tết là một dịp của niềm vui và gì đấy, throughout the country, vâng, trên khắp đất nước đúng không ạ? Vâng, là niềm vui và gì đấy, và lễ hội đúng không ạ? Vâng, Tết là chỉ có chơi thôi mà đúng không ạ? Nghỉ ngơi. Vâng, vậy chúng ta sẽ có từ gì đó? The festivals. Vâng, chúng mình biết đấy, Tết thì chắc chắn là cái dịp để chúng ta nghỉ ngơi và vui chơi, và chúng ta chỉ là lễ hội đúng không? Vâng, vậy 15 sẽ là đi đâu các bạn nhé. Holidays là các kỳ nghỉ, kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, thu, xuân gì đấy, ok. Thì đấy, người ta dùng holidays. Celebration là sự tổ chức. Preparation, cho qua nhá. Hoặc là preparation có nghĩa là gì ạ? Sự chuẩn bị. Rồi, qua mời chúng mình sang câu số 16 nhé. The whole family usually tries to get together at Christmas. Cả gia đình thường làm sao? Cố gắng tụ họp lại với nhau vào dịp lễ Noel. Vâng, together. Together. Vâng, vậy thì đồng nghĩa của nó chắc chắn phải là gì các bạn nhỉ? Be together. Gather nghĩa là tụ họp lại nhá. Contact. Liên kết, kết hợp lại với nhau. Relate. Relate có nghĩa là gì ạ? Liên quan đến. Communicate có nghĩa là gì nhỉ? Giao tiếp. Vâng, vậy 16 của chúng ta sẽ phải là B-boy nhé. 16 là B-boy ạ. Các mời chúng mình làm sao cô? Câu số 7 nhé. In Britain, Christmas dinner usually turkey, Christmas pudding and brandy butter. Câu này có dịch như sau ạ. Ở nước Anh thì những bữa ăn tối dịp Noel ấy thường có gà tây này, đúng không? Và bánh pudding nhân dịp Christmas, Noel và bánh gì? Bánh bơ nữa. Đúng không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ cần một cái động từ. Gì đây ạ? Đương nhiên là gì? Cần si sổ, bởi vì các bạn thấy cho cô nhé, ở đây là liệt kê này, món turkey này, món pudding này, xong món butter này, đúng không? Vậy thì đây là liệt kê 3 món ăn. Liệt kê ra thì các bạn sẽ phải dùng cho cô cụm một từ đó là gì ạ? Consist of nhá. Vậy 17 chắc chắn phải là si các bạn nhé. 17 là si ạ. Ok, qua mời chúng mình sang câu số 18 cho qua nhé. We wish you both health and longevity. Chúng tôi chúc bạn sức khỏe và sống lâu. Vâng, đương nhiên ạ. Vâng, longevity có nghĩa là sống lâu. Vậy 18 của chúng ta phải là gì? A long life. Vâng, A nhá. Đó là những lời chúc chúng ta hay chúc nhau bằng dịp Tết đúng không ạ?
Câu số 19 nào. Vietnamese people usually make for Tết several weeks beforehand. Câu này có gì như sau ạ? Người Việt Nam thường chuẩn bị cho dịp Tết vài tuần trước đó. Ôi, Việt Nam mình thì rất là cẩn thận đúng không ạ? Dọn dẹp quá lâu trước khi Tết. Vâng, vậy thì 19 của chúng ta sẽ phải là chúng ta sẽ cần một danh từ ở đây phải không các bạn? Và mình có cấu trúc là gì ạ? Make preparation, có nghĩa là chuẩn bị. Vậy 19 của chúng ta sẽ là đi đó các bạn nhé. Vâng, preparation. Preparation là một danh từ đếm được. Cho nên các bạn thêm chữ S cho cô đằng sau nhá. Thế ở đây chúng ta có từ prepare, động từ dạng bốc in. Chuẩn bị. Preparatory là tính từ. Các bạn nhé, là tính từ của động từ prepare. Và danh từ rồi lại cho cô từ này nhá. Pre, động từ này. Pre, preparation. Ok. Qua mời chúng mình sang câu số 20 nhé. Câu cuối cùng rồi bạn ơi. She has as good chance as of winning the race. Cô ấy có một cái cơ hội tốt như là của những người chiến thắng ấy, chiến thắng cuộc đua ấy ạ. Đúng không? Vâng. Vậy thì chúng ta xem nhá. Nào, có cơ hội tốt như bất cứ ai chiến thắng cuộc đua. Đúng không ạ? Vậy bất cứ ai chúng ta dùng từ nào các bạn? B-boy, anyone. Nhá. Vâng, 20 sẽ là B-boy ạ. Vậy là trong video ngày hôm nay, Qua đã giúp chúng mình 20 câu liên quan đến từ vựng của Unit 8. Và nhiệm vụ của chúng mình đó chính là practice and practice. Ok, Qua chúc chúng mình học tốt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Goodbye for now and have a good day. Bye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.